Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Chi Chi nha. Bây giờ mình đang sửa soạn làm đẹp để chuẩn bị xuống đường. Kế hoạch hôm nay là mình sẽ đi chợ và phối hợp với việc là đưa mọi người tham quan đường phố ở thành phố Montreal, Quebec trông như thế nào trong những ngày cách ly. Bởi vì chuẩn bị là có thể là chính phủ sẽ cho Quebec mở cửa lại một số cửa hàng mặt tiền trong tuần tới hoặc là tuần sau nữa, mình chưa biết là ngày nào, bởi vì họ cứ liên tục delay, thì mình sẽ xem là cái cuộc sống của mọi người diễn ra như thế nào nha. Nhưng mà mọi người hãy theo dõi đến cuối video, mình sẽ đưa mọi người khám phá một món ăn rất độc đáo của thành phố Montreal, Quebec. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi thì thành phố sẽ được mở cửa, cho nên mình muốn lưu lại một ngày bị cách ly xã hội ở đây diễn ra như thế nào đối với mình nha. Và hôm nay là ngày cuối tuần thì đầu tiên mình đang đi ra lấy xe để mà chuẩn bị đi đi tới grocery. Và hôm nay mình sẽ đi chợ Vic để mình mua vài nguyên liệu để về nấu bún bò Huế. Ok, mình đang trên đường về hướng phía downtown. Hai bên xung quanh là địa bàn của trường đại học nổi tiếng của Canada, đó là McGill. Khu vực này nằm ngay dưới chân núi rất nổi tiếng ở Montreal có tên là Mont Royal. Vì tính chất địa hình như vậy cho nên là đường đi loanh quanh, rồi cộng thêm cây cối, thời tiết cũng lãng mạn nữa. Cho nên tự nhiên mình nhớ Đà Lạt dã man luôn. Mọi người nhìn có thấy giống Đà Lạt của Việt Nam không? Mình sẽ trải nghiệm vài tháng nghỉ ở đây. Hơi xui tí là vì dịch Covid cho nên mình sẽ hạn chế tiếp xúc với người khác và ít đi lại để giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng như là tôn trọng sức khỏe của người khác nữa. Nếu như có khám phá gì mới thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Trời trời, mọi người xem kìa, cách ly xã hội gì mà đông như kiến là sao trời. Thực ra một cái không hay khi mà ở đây đó là Quebec là một tỉnh bang có tổng số ca nhiễm coronavirus cao nhất Canada. Tính đến thời điểm hiện tại là giữa tháng 5 nè, là đã hơn 39.000 ca nhiễm rồi, chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm coronavirus của toàn Canada. Mặc dù là kinh tế ngưng trệ rồi học hành trì hoãn, nhưng mà thực sự cái chuyện cách ly là rất cần thiết. Chính phủ vẫn cứ xem xét, lúc thì định là sẽ reopen vào ngày 4 tháng 5, lúc thì hoãn đến ngày 19 tháng 5. Và hôm nay thì có tin là hoãn tới ngày 25 tháng 5 rồi. Trong thời điểm hiện tại thì cả tỉnh bang vẫn đang đóng cửa, chỉ mở các chợ và siêu thị thôi. Và thường thì ngày chủ nhật tất cả đều sẽ đóng cửa hết, không hoạt động kể cả chợ búa luôn. Mà hôm nay là thứ bảy nên chắc là mọi người tranh thủ đi mua sắm, cho nên đường phố cũng khá là đông đúc hơn bình thường. Bình thường thì mình thấy vắng teo à, nhất là buổi tối như là thành phố ma luôn đó mọi người. Thôi thì tạm thời ngưng tám, bây giờ mình sẽ tranh thủ đi chợ trước. Mình sẽ ghé chợ Việt và chợ Tàu để mua cho đủ nguyên liệu. Và mình sẽ để địa chỉ cụ thể ở dưới phần description, trong trường hợp bạn nào ghé thăm Montreal hoặc là sống ở đây mà cần biết địa chỉ thì tham khảo nha. Ok, mình vừa đi chợ xong, đi cả một buổi sáng, đi tới ba cái chợ để kiếm nào là đồ Việt Nam, rồi mấy cái vỏ bánh để mà về làm patty show, bánh tạt để ăn nữa, rồi đi kiếm vài cái khuôn làm bánh nhưng mà kiếm không ra. Bây giờ đói bụng quá thì mình đang trên đường để đến một cái quán tên là Swatch. Đây là một món thịt xông khói của người Do Thái và khá là nổi tiếng ở đây, bởi vì ở Montreal thì có đông đúc cộng đồng người Do Thái sống. Mình sẽ đến xem là cái món đó nó đặc biệt như thế nào mà nổi tiếng như vậy nha. Bởi vì trước đây mình cũng đã được ăn qua một lần rồi, mình rất là thèm và mình luôn luôn nhớ là khi nào mình có dịp mình đi Montreal thì mình sẽ quay lại ăn. Và lần này thì mình sẽ khám phá cái nhà hàng nổi tiếng đầu tiên tên là Swatch trước. Khoan khoan nha, mới sáng nay nắng ráo mà giờ tuyết rơi rồi, mọi người có nhìn thấy tuyết rơi không? Mình tưởng là hè rồi, tuyết hết rơi rồi chứ, mắc cười dễ sợ.
Ok, chút nữa mình sẽ để lại địa chỉ của cả hai nhà hàng bán smoked meat tên là Swatch and Pete ở dưới description luôn nha. Mình đang tản bộ về phía nhà hàng Swatch đây. Mọi người đang xếp hàng trước cái siêu thị nè. Tay thì nó kỹ xíu, nó xếp hàng dài và cách xa như vậy. Đây, đây bên phải đó là cái khu ăn uống của Swatch, nhưng mà bây giờ đang cách ly đóng cửa, cho nên là họ chỉ mở cửa ở cái khu mà check out food thôi. Thì may quá chỉ có 2-3 người đứng phía trước chờ. Bây giờ mình xếp hàng tiếp. Phía trước cửa họ có ghi nè là giới hạn chỉ có tối đa là 2 người trong cửa hàng. Vì vậy bây giờ cứ lần lượt 2 người vô thì 2 người ra thì mới 2 người này vô. Cái cây xúc xích là salami. À, mình sẽ mua salami, khoai tây chiên với thịt xông khói. Không gian nhỏ quá mình ngại quay phim. Xíu mình sẽ về nhà khu đồ ăn cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình đang trên đường về nhà mà nghe mùi thịt xông khói chịu không nổi. Thực ra nghe thì tưởng là bacon nhưng mà không phải đâu, nó là một miếng thịt bò nạm to luôn, được ướp mặn hấp rồi qua một cái quá trình hun khói như thế nào đó tận đến 1-2 tuần, cho nên rất là ngon. Mình không thể nào chờ đợi nổi để về được khui hàng. Wow. Anything else? Wow, 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 trời ơi, hấp dẫn lắm mọi người ơi, cái mùi đó thơm phức luôn. Mùi thịt xông khói, mặn mặn, rất là đặc biệt. À, thôi, ăn cái này ăn sau nha. Mình sẽ thưởng thức thịt xông khói trước. Trông như thế này thôi, nhưng mà nó không có cứng như là đồ mà mình mua siêu thị. Wow. Người ta cho một chút cái sốt mustard. Chút nữa mình sẽ sợ xem mustard nó làm từ cái gì. Nó màu vàng vàng rất là thơm. Đây các bạn sẽ, người ta sẽ cắt sẵn, người ta làm thành một hình tam giác thôi, chứ thực ra người ta cũng đã phân sẵn rồi, thịt chia ra làm 2-3 phía rồi. Thì mình sẽ kẹp như thế này. Mồm to một xíu thì có thể cắt một phát hết luôn thì rất là ngon, nhưng mà miệng mình thì tách ra làm 3 phần luôn. Sandwich thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng người ta có rắc cái gia vị đó, như là gia vị khó tiêu, có một chút ớt bột, và kiểu như làm từ whole wheat á. Thành ra là mùi rất là thơm. Cái smoked meat không diễn tả được. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn với một cái loại salad đặc ngon giòn lắm luận, mà rất là hợp, và nó làm cái từ rất là chua mà không hợp với trời.